Chiều 7 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, khiến 14 người chết. Theo đó, hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú ở số 166C, đường Bùi Thị Xuân do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016 có 29 phòng hát. Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022. Thời điểm xảy ra vụ cháy vào đêm 6 tháng 9, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt cứu hộ được 22 người thoát khỏi đám cháy. Đến chiều 7 tháng 9, hiện vẫn còn 2 phòng, gồm một phòng hát và một phòng nhà kho, vẫn đang cháy ở Mỹ khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới về vụ cháy trong các bản tin sau.